Definitely no yep. I don't do yep on Tulum trip. Mayan doesn't, man. Yeah. But you're not Mayan. I'm trying to be Kính thưa khán giả, thì một lần nữa đã trở lại cho chương trình Passport to Success, hay được là con đường đến thành công. Thì hôm nay Khang và cùng gia đình đang ở tại Cancun, nhưng mà đính chính thực là đang gọi là Riviera Maya. Này lần đầu tiên Khang và cùng trong gia đình được đi, thì Khang sẽ học hỏi được gì Khang sẽ nói. Còn nếu mà ai có đi rồi đã biết thì xin comment. Chuyên khán giả hãy xem chương trình và see you around. We're here. 5:30. To do what? You eat free food? You guys say early. Be early on time. I am early. Good morning mọi người. Cả nhà. Chỉ có 6:30 thôi. We are here. Tại sao phải thức sớm? We will let you know why. I have some snack for my kids already. Where are we going? Practice, Johnny. Nana, are you ready? He's been wanting to get on the bus. That's good. Take everything with you. Before stopping, no, before stopping, just stop by. Wait a minute. All right, let's head out. Bây giờ mình mới tới. Cái chỗ này chỗ stop đầu tiên. Cái ông mà nó lái xe bus, ông nhắc là mình nếu mà ai muốn đi tới chỗ này thì Tulum. Thì mình có GoPro, máy quay phim mình phải cắt. Cell phone is okay. Dấu. Và sau đó mình vô đó rồi mình có thể đem ra quay được. Tại vì nếu mà mình không giấu thì nó sẽ trả thêm tiền. When you in Mexico, you gotta fit in. You gotta fit in. Bây giờ mình đang đi cái tour cho khán giả xem nào. Và bây giờ mình sẽ nghe ké, ok? Tại ông tour guide của mình, ông không có nói nhiều. What? Ông hơi ngại. Một kiến. The guides, they still picking little pieces of. Ông này ông nói nhiều hơn. And they gave the their so possibly is it tastes like a meat leaf. Thì nói chung là đây phải đi bộ vào. Mình cũng chưa biết mình đi coi cái gì nữa. Nhưng mà chắc là một cái chỗ gì mà
cổ của bên nước mẹ. Maybe mình nên hỏi ổng đi thôi, nhưng mà tại vì mình không phải trả tiền ổng cho nên mình không dám hỏi. Hey, what's up camera? Cameraman number 2. Giờ mình tới, nãy giờ mình đi bộ nhưng mà giờ mới tới chỗ mua vé thôi. Okay. Keep the kid hydrated. Giờ chỗ này gọi là Tulum. Mama put on the brake. Yep. Người nào mà tới đây là phải chuẩn bị cái sự nóng, nóng và body kho humid. Nóng và nực. Nóng và nực. Nóng được. Wow, giờ đi. Giờ đây tiếng Việt giỏi quá. Thank you, mucho gracias. You're welcome. Nóng và nực. Thì that's why mình gọi là nóng nực. Uh-huh. Also, you can see like structures like pyramid shapes. Uh-huh. But in this case, this place is no. Okay. They have different styles of architecture. I see. Iguanas. Oh, iguana, yeah. And people start eating iguana as well. Yeah, so. We ship down. Yeah. We are shipping the iguanas to US, especially to McDonald's and Burger King. No, please, no. I agree. Spanish is the official language, but in the communities, people are considered. The Maya language as the first and the modern language. So bây giờ ông nói là cái này là cái tường thành của cái Maya culture, và cái ông hồi nãy giờ mà mình cái ông tour guide mình đi nói chuyện đó, ông actually là người Mayan. Cái thành phố nó gọi Tulum, nghĩa là cái thành ở đây, cái thành. Nó gọi là thành Tulum á. Ở bên này là một cái tường, một cái thành này, cái tường này tường phía bên bắc, cái tường phía bên tây. Rồi còn ở ngoài này là có cái đồi, coi như cái nguyên cả cái thành nó protect là cái dân ở đây, họ tới đây á 5000 cái năm 900 cho tới năm 1500 tuổi xây nó qua. Rồi nó ấy đi rồi. Cái ông xã đọc có nói tiếng địa phương ở đây là tiếng Mayan, không phải là tiếng Tây Ban Nha mà tiếng Mayan. Cái ông xã đó ông là người cũng là gốc Mayan nhất. Ông nói như vậy. Bây giờ ông đang phải dẫn đi tới con cái này đó là nhà của hồi xưa người ta ở, mà mấy người mà như là phải là royalty vậy. Mấy người vua chúa đại gia là họ lúc mà họ chết đó là họ chôn trong nhà luôn, dưới đất ở dưới nền trong nhà này, xong lúc mà họ chôn xong là cái nhà sẽ đóng đặt vào răng sau thì coi bên này là điểm cao nhất, là thấy cái cả mọi bên kia biết thiết bị là bên kia là một chút tin này kia. Definitely no yep. I don't do yep on Tulum trip. But you're not Mayan. Hello everybody, do you see my sweat? Yes. I want everybody to feel the sweat. Dĩ nhiên khi mà mình đi đến Tulum. Just like Vietnam. You're Vietnam, huh? You're Vietnam. Sorry, đang ngon không? Không biết. 40 pesos. No paparazzi, no. Picture, 500. Quý khán giả, mọi người đã trở lại cho chương trình Passport to Thành Công, và sau 2 tiếng đồng hồ, Khang và gia đình đã rời thành phố cổ Tulum, và bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tới địa điểm thứ hai. Địa điểm thứ hai là ở đâu? Xin khán giả mình xem. Mua không? Mua uống không? Okay, can we get one more? Uno más. Thank you. Cheers to you.
This is the most manliest drink. Cheers. Coconut. Coconut with flour. Hello, hello, mọi người. We're on the bus heading to some secret place. Đó là một nơi đặc biệt. Đây là để dành cho. Yeah, để dành cho những người có So, how's Mexico recommendation? Don't bring kids. Yes, don't bring kids. You have more fun if you don't have kids. Yeah, I think that's why Cancun is more for couple or single. I think another suggestion is bring your own metal cup. If you all you can drink. Oh, there's no straw here. No straw here, right? Ở đây không có được mang không có ống hút. Các bạn cái gì mình muốn chia sẻ. Hey bạn. Chia sẻ gì không? No, nope. You mean yes and they are. Thuốc chống muỗi. Tập nói tiếng Mã. Download Google Translate. No, but oh, they you oh you type it in like that? Yeah, I know. And then do the next part. The Spanish for us. Pero toma un poco de agua. 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 Johnny Spanish is from Spain. Chắc nhiều quý khán giả cũng đang muốn tìm hiểu thêm về cái chuyến tour private này của gia đình Khang và các người bạn. Gia đình Khang và các người bạn đã mướn một chiếc tour riêng, mình trả từ 800 đến 1.000 đồng. Và đó là sau khi mình tip cái người tour guide và người lái xe. Mọi người đi trên đường thì mình ngừng lại và bán trái cây. Nước dừa đây có 3 đồng à. Cho nên mua thì lesson learned, mua xa xa thôi. Cứ mua gần cái chỗ chỗ mà thăm viếng thì nó mắc tiền hơn. Tụi này là bán gì đây? Các ba mẹ Việt Nam đang xe đó con cô. Bên kia đó cũng có rồi đó. Đâu bên kia nó chỉ có thơm thôi. Nhưng mà khán giả cũng để ý khi mà mình có một cái private tour đó thì cái anh tour guide của mình lúc nào cũng sẽ đi kèm bước với mình để mình không có bị những người bán hàng chém cái giá quá cao. Just like Vietnam, you're Vietnam, huh? You're Vietnam. Signing on. Thì dĩ nhiên quý khán giả cũng thường hay nghe đến về những cái mà vấn đề về băng đảng, drug cartel, bắt cóc bên Mẹ Tây Cơ. Nhưng mà khi mà mình được cái cơ hội mình đi xuống, mình mua đồ của những người bán hàng rong ở trên đường thì nó cũng rất là vui hơn là mình ngồi trên chiếc xe bus chỉ nhìn qua nhìn lại thôi. Và đặc biệt nếu mình có cái ông tour guide, ổng coi mình, ổng sẽ giúp đỡ mình, mình cũng ít lo. 2 đồng rưỡi à? 40 pesos. Yeah, 5 dollars me borrow. I'll give back later. Yeah, pesos on them. 2 đồng rưỡi. 2 đồng rưỡi bao nhiêu? Đó là 2 đồng. SD là gì? Rất hóa rồi. Giờ Khang sẽ lựa xoài đó coi nè. Coi có ngon không? No! God! Please! No! 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 Can I get 2? I'll pick. Can I pick? I pick. See? Okay. Cách nào mà mình... Okay, sure. See? Okay. Okay. Yes. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Kính thưa khán giả, một lần nữa đã trở lại cho chương trình Passport to Success. Và một lần nữa các khán giả đã vào xem chương trình Passport trên đài Little Saigon TV.
Và hôm nay là ngày phần thứ hai đi Mễ, đi nói chung là chính gọi là Tulum. Nên hiện giờ mình đang ở Tulum chứ không phải Tulum, chứ không phải Riviera Maya. Và hôm nay Khang và cùng gia đình sẽ đi tiếp tục theo khán giả, đi theo những người trong trong nhóm đi nhiều chỗ. Ok, xin khán giả đi. Nói chung là cái này là đi du lịch quốc tế với con nít thì nó có nhiều cái nên làm và cái có thể không làm, và nhiều khó khăn khi mà mình travel với con nít. Follow us. Very good. Ngọt. Nghe cơ thằng này. Nó không thơm. Wanna wear mommy glasses? Another tourist place. Let's see what this place is. Cá. Em thấy cá không? Cái này là cái này gọi là Ziha Hidden World. Ziha. Đây là những cái điều mà mình, những cái môn cái sao mình có thể làm được ở đây. Fish therapy, scuba, cenote, zip bike. Đây là all inclusive park một lần nữa. Let's see, let's follow. No, because she just wanted to pee. Okay, familia, por favor, le voy a pasar esto. Nó là giống như là trong nhà thờ ở đây giống luôn. Nó mới tập các bạn. This is chế độ ăn, locker. Người nào mà mắc thì phải đi lấy ăn cắp của người khác. Another advice when you travel with kids is tìm một người bạn nào mà thích giữ con nít đó. Để hay giữ giùm con mình. Bao cho họ luôn nha. No, không có bao. Chỉ giữ con thôi. Người nào mà chưa có con á, mình rủ họ đi theo. Hola. Hola. Oh, of course, gift shop first of all. Nothing say give me your money as a gift store. Và cách thứ ba khi mà đi với con nít là mình tìm con nít khác, coi con nít mình. No, God, please, no, no! Maya and City. Hồi nãy là mình đi tới chỗ này nè. Mình đi vô cái cổng á. Mình lên đây nè. Đi vòng vòng đó. Ở ngoài đó còn có nhiều cái chỗ nhỏ nữa. Đi bơi với cá heo hả? Và bây giờ mình đã bước vào công viên South Hall Aquatic Park, là một công viên nước dành cho những người nào mà thích yêu nước, nhất là các em trẻ. Và xin mời quý khán giả mình tiếp tục, mình theo gia đình Khang
tìm hiểu về Selha Aquatic Park. Over there. Uh-huh. Okay. Muốn đi bơi với cá heo hả? Cái activity mà nổi tiếng ở tại Selha Aquatic Park là bơi với cá heo. Nên gia đình cũng muốn đi, nhưng mà sau khi tìm hiểu thêm thì nó hơi mắc quá thì thôi. Đi bơi với cá bình thường đi. Bơi với heo. Bơi cá heo. Bơi cá heo là 100 mấy đồng? 190 đồng. Đúng rồi, đi đâu cũng vậy đó. Bơi với heo được. Khi mình tới đây mình mình được cái locker room để bỏ vào. Johnny backpack, locker room. Denied. I hope everybody bring deodorant. Need to get in the water with the dolphin. Maybe you let it lick my right hand. There, you like you lay there, you sit there, and then the dolphin comes. All right, yeah. Let's go. Một điều mà Khang quên nhắc là mình cũng không có cần trả tiền mà bơi với cá heo. Mình có thể xem cá heo bơi vòng quanh trong cái hồ. With the kid, they each want their own thing, you know, they have their own little personality. They don't like to follow what the adult plays. If you've never been here, then you go one or two. But when you have kids, I think it's very tough. Without kids, I think it'd be fun. Snorkeling. Hay là đi nằm vô nước thôi, ở trời nóng quá. Nó không uống nữa. Một restaurant. Và sẽ bơi cho đây nè. Dĩ nhiên khán giả cũng thấy các em nhỏ đang khó chịu trong người là tại vì ngày hôm đó rất là nóng. Nhưng mà mình cũng biết khi mà mình tới Selha là nó chính là cả hồ nước, biển rất là lớn và đẹp. Cho nên mình phải thưởng thức. Where's Kathleen? Dù các em nhỏ khóc vì trời rất là nóng, nhưng mà khi mà mình đã tới Selha Aquatic Park là chắc chắn mình phải nhảy vào bơi. Quý khán giả có thể bơi với những con cá rất là friendly, là tại vì những con cá này nó đã được cho ăn nè. Và nhiều lứa tuổi đều được bơi, từ các em nhỏ đến người lớn, nhưng mà mỗi người đều phải mang một cái life vest. Và cái snorkel thì mình có thể họ cho mình mượn, hay là mình có thể đem riêng của mình. Thì mỗi lần Khang đi bơi những cái chuyến bơi kiểu này, Khang hay thường đem riêng, là tại vì lý do mình không có muốn mình share với những khác vì sanitize reason. Còn quý khán giả nào mà còn dư nhiều tiền đó thì mình có thể mình mướn một cái lớp học scuba diving. Còn nếu mà không thì cứ theo Khang và Khang sẽ bơi vòng quanh hồ cho quý khán giả xem. Mắt Khang đang làm gì? Cái này là một cái cách mà mình kêu cá tới, là mình lấy một vụn cát và mình thảy vòng quanh thì cá nó lại tưởng là đồ ăn và nó sẽ bơi tới.
chắc hiện giờ quý khán giả cũng đang hỏi tại sao nước trong hồ sạch mà lại nước nó hơi đục đục. Là nếu quý khán giả nào mà bơi gần xuống cái đáy hồ thì mình sẽ biết là cái này là một nơi nước ấm, nó có những cái đường nước ấm nó đưa lên, nó làm cái nước nó hơi đục đục. Nhưng mà nó không phải là nước không sạch hay là camera không sạch, nhưng mà vì nó là một cái hồ biển mà có phần nước ấm. Một lần nữa, các khán giả đang xem chương trình Con Đường Đến Thành Công, và hiện giờ cùng gia đình Khang và Khang đang bơi tại Seola Aquatic Park. Nói chung là cái hồ bơi này thì mình có thể mình bơi cả ngày cũng được, là tại vì nước nó rất là ấm. Nhưng mà làm sao làm, mình cũng đã bắt đầu đói bụng và mình phải bước lên bờ thôi. Thì hẹn gặp các khán giả. Giờ Khang đi lên. Ở ngoài đây có nhiều người họ bơi ở ngoài biển. Đây có nhiều người họ bơi ở nguyên cái biển lớn. Nice. Một cái river vậy đó. Cảm ơn cameraman Johnny Nang đã quay cho quý khán giả xem một cái clip. Khang ước mong nó chậm chậm lại một chút cho khán giả thấy, nhưng mà phone Khang và camera Khang đã hết pin vì ở trong nước quá lâu. Và hiện giờ khán giả đang xem từ một cái view từ quán ăn tại Seola Aquatic Park. Mình có thể thấy cái hồ bơi rất là rộng và nó có những cái activity khác nữa như là tubing, và mình cũng không có giờ thời gian để mình đi đó, cũng gọi là zip line nữa nè. Nếu mà khán giả nào mà tới đây thì mình có thể mình đi cái zip line. Và xin khán giả tiếp tục thưởng thức những món ăn tại Seola Aquatic Park. Đặc biệt đây mình ăn cái tiệm ăn này là international. Thank you. Trong cái park. Và đặc biệt cái này Khang thích nhất là no shirt, no shoe, no service. Nhưng mà đây là no shirt, no shoe and okay. Yes service. You can walk around with no shirt and you still get to eat. Enjoy. Kính thưa quý khán giả, chương trình Passport to Thành Công là một family show, là một chương trình gia đình. Thì hôm nay Khang sẽ nhờ anh Khang Kha Bảo, ảnh là người Việt, không phải gốc Mễ, nhưng mà ảnh sẽ review món ăn Mễ gọi là chicken mole, và xin khán giả mình thưởng thức. Và thường là nó có nhiều, rất là nhiều loại đậu, và thứ nhất là có chocolate trong này nữa, có cacao trong này nữa. Mole mole rất là nhiều chỗ, mà cái mole này là cũng như là một trong cái chỗ ngon nhất của người là từng gà kho đó. Molester. Đây là hai món đặc sản của Mễ. Thì nói chung là mole là cái đặc sản. Còn cái khác là Nepalis. Nepalis là xương rồng. Thì xương rồng có hai loại, thường người ta ăn là tươi hay là xương rồng mole là nó pickle. Nó pickle là những giấm, nó bỏ trong giấm. Tí cái sót thôi, nhưng mà cái hơi là thuê. Cái này là nó bỏ. Wow, trước hết là mình muốn cảm ơn anh Bảo Kha đã cho chúng ta a special take on Mexican cuisine with his Mexican food specialty. Ok, và hiện giờ xin chào mọi người, và bây giờ mình sẽ ra về. Bây giờ là 4 giờ rồi. Tối nay thì nói chung bơi vui, nhưng mà các con nít thì không được làm nhiều lắm. Ok, hẹn gặp everybody next adventure. Bye bye. Nana, bye bye. Bye bye. For a moment we thought we have to scan to get out. Yeah. Now you don't have to. Okay. Adios.
Hasta luego. Thank you.